Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 15 độ đầy cơ bắp với cái dàn chân khổng lồ cướp từ phần cơ lớn. Không chỉ đơn giản là cái chiếc Exeter 15 năm số được dọn kiển làm biết bao nhiêu anh em chơi xe mệt, mà cái chiếc xe đậu chỉ đây đã được biến tấu lại theo phong cách hầm hổ hơn, to lớn hơn, kết hợp cùng với dàn chân lấy từ cái dòng phân cơ lớn mà biết bao nhiêu chàng trai yêu thích. Phần đầu xe đậu lấy cảm hứng từ cái dòng Toyota Lubas, đem lại cho chiếc xe cái sự hổ báo ấn tượng hơn. Tuy nhiên độ như vậy phải bỏ đi cái bằng chó đèn nguyên bản, nên chủ nhân đã tận dụng cái cặp Test L4 bắt ngay ở cái chân hụt làm ánh sáng chính cho con chiến mã khi về đêm. Mặt nạ được chế mũ ở cái phần mặt nạ của Jupiter, với cái điểm nhấn là hai bóng đờ mi hình giọt nước tựa như một cái chiếc Yamaha L6. Nhìn xuống cái dàn chân thấy được chủ nhân đặt cái CNC cái phần cản ba riêng để lắp cái cặp phục upside down, đi kèm cùng với cái phần chân phục to lớn bắt cùng một lúc là hai heo dầu hai bên, càng làm cho con chiến mã thêm chút hổ báo. Bộ mâm ASO trước phải chế kéo lại rất nhiều để bắt được hai đĩa như trong gì ta đã thấy. Cái phần lốc máy trong suốt được minh lại mô phỏng dựa trên các dòng lập phân khối lớn của nhạc Ducati mà hay dùng. Sử dụng thêm cái bô MIV kết hợp cùng với cổ Titan, hơi thở quy lực, ngoại hình cũng đẹp hơn rất nhiều. Thay đổi cái tư thế ngồi bằng một cái bộ số gãy đơn CNC, giúp tư thế điều khiển cao hơn, khả năng vào cua cũng tốt hơn. Cái dàn chân đang dùng là cái gấp của L6, ngoại hình là cực kỳ cơ bắp. Chính vì thế mà việc chế cháo cũng vô cùng phức tạp, vừa đảm bảo đúng chất kỹ thuật cứng cáp mà còn phải làm sao cái phần cấp nằm ngay giữa trọng tâm xe để không bị sàn lắc nguy hiểm khi chạy độ cao. Lít 15 đột ấp tình đồ chơi toàn là hàng quý tộc. Cái chiếc Lít 15 là một cái dòng tay ga màn hình là nhỏ gọn nhưng lại sở một cái những đường nét thiết kế chậm chất hào. Đi kèm với đó là có động cơ mẻ, phân khúc là 125c. Chưa dừng lại đẹp nguyên thủy, theo thời gian các độ trầm dần xe ngày càng nhiều hơn. Dẫn chứng gì đó, chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái tác phẩm Lít 15 độ kiển đến từ Baker Cần Thơ. Xem qua tổng thể, các em nó được khoét cho mình bộ cấm, được khoét trên một cái bộ cánh với cái tông màu đỏ, mang một cái vẻ đẹp sang trọng huyền bí. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển thương hiệu nổi tiếng như Holley Rainbow, khiến chiếc xe trở nên đẳng cấp hơn. Hệ thống phanh được chú trọng nhiều bởi sự quyết định an toàn của xe. Cái cụm phanh ở cánh phải được thay thế bằng cái cụm của Rainbow Asset đi kèm bằng dầu rời. Như đã nói ở trên thì không chỉ đi kiển, việc thay đổi này giúp cho người lái có lực phanh bóp là nhẹ hơn, xử lý cũng là trở nên tốt ưu hơn. Để gắn hoàn chỉnh lên xe bắt buộc phải khoét cái phần nhựa sao cho với khoảng cách hợp lý. Với cánh trái là cái tay TWM đến từ Ý, có cái phần tay cấu tạo từ CNC sắc sảo trong từng chi tiết. Mặt đồng hồ lại có sự thích thú chừng lái bởi là cái đồng hồ của Casio thiết kế dành riêng cái dòng Deep Vado. Nó được hiển thị cái dạng LCD với cái nhiều màu sắc rất đẹp. Đi cùng đó là có rất nhiều cái chức năng như là báo tua, đo bình, thời gian, nhiệt độ vân. Hệ thống phanh cũng được nâng tầm với đĩa Gaffer KTM kết hợp cùng hiệp Rainbow Hybrid tỏa xứng logo đỏ đi kèm cái dòng S để gắn hoàn chỉnh lên, bắt buộc phải gia công cái phát nhôm CC chạy từ máy, chất độ chính xác cực cao. Tất cả những chi tiết đều được cố định bằng ốc roti. Việc nâng cấp phanh vừa mang lại sự hầm hổ mà còn cải thiện tối ưu cái lực phanh để xử lý những cái tình huống khẩn cấp một cách là dễ dàng nhất. Và góc này ta còn thấy được cái phục Holley bình dầu rời. Đây là một cái dòng phục giá trị rất cao, tên tuổi đẳng cấp tế và không còn xa lạ anh em trên xe trong nước. Mức giá tiền nó đỏ thế này cho cái độ nhúng rất là êm ái, không gì còn bàn cãi nữa. Chủ nhân đã mạnh tay khi trang bị một cái ống xả 4 Ross. Đây là một cái trong những dòng bồ đẳng cấp được giới Baker chơi tay ga là yêu thích, đặc biệt là những chiếc SX. Ngoại hình là nó rất hầm hố thể thao, do được săn lùng rất nhiều nên giá thành của nó bị đẩy cao ngất ngưỡng. Về mặt âm thanh thì rất đặc biệt, cực kỳ ấm và rất hay, đi kèm cùng với cổ bộ Titan cực đẹp trong từng khúc nối. Bản độ chất chơi đến từ Baker miền Tây. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để trực tiếp nhớ like, subscribe.